Xin chào. Chà, lâu quá rồi, hôm nay mình mới được livestream thôi. Quá. Mà hôm nay livestream mình nói chung cũng chẳng có gì mới, cũng chẳng có gì khó. Thì nói chung mình chỉ có mấy lời muốn nói vậy thôi chứ đâu có gì đó. Chứ mà hiện nay thấy trên mạng á, cái nhiều người đang bàn tán về cái vấn đề là mà hôm bữa mà gì lực lượng cảnh sát cơ động ở Tiên Phong Bình Thuận gì rút rút chạy đi đó, mà chưa chưa có được lệnh gì của cấp trên gì đó, nói chung bô lô ba la hết thứ. Thì thôi để tôi nói như vậy. Thứ nhất á, chúng ta là dân đen nên lo cái chuyện của dân đen đi, được chưa? Có chuyện của công an á, của quân đội đúng không? Chuyện đó nhà nước, công an, quân đội lo chứ không phải là chuyện dân đen của mấy bạn đang ra bàn luận với nhau làm gì à. Rồi thôi dẹp mẹ cái đó qua bên. Hôm nay có đôi lời muốn nhắn gửi đến mấy bạn yêu nát nó như thế này. Trước tiên là gửi cái lũ yêu nát mà đi biểu tình á, quậy quạt. Việt Nam của chúng ta từ lúc hòa bình độc lập cho đến nay á, 43 năm chính thức đó là bước vào là thời kỳ hội nhập và phát triển là vào năm 2000, đến nay là năm 2018. Đất nước của chúng ta chính thức mới phát triển được khoảng là 17 18 năm nay thôi. Gọi là tốc độ phát triển mạnh nha. Chứ những năm 80 đó đến những năm 90 á, và từ những năm 90 cho đến là những năm 2000, đất nước của chúng ta là gì? Cũng đã là đang phát triển rồi chứ không phải là không có phát triển. Nhưng mà cái mốc phát triển mạnh nhất lại là vào năm 2000, cho nên tôi thích dùng cái mốc là 2000 cho nó cản. Thì đến bây giờ đất nước của chúng ta nó phát triển như ngày hôm nay đúng không, mới chỉ khoảng 18 năm mà bây giờ đất nước của chúng ta nói về vấn đề an sinh xã hội, kinh tế, sự phát triển đúng không? Từ ở thành thị cho đến nông thôn là phát triển rất là đồng đều nhau. Tỷ lệ mà phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam chúng ta rất là thấp. Nếu như nhìn qua cái cận như cái nước mà giàu có là Campuchia thôi, đúng không? Chúng ta cũng có thể thấy được cái sự phân hóa giàu nghèo ở bên đó rất là rõ rệt. Còn ở Việt Nam chúng ta từ thành thị cho đến nông thôn cái gì nó rất là bằng nhau chứ không có chênh lệch mấy. Điều đó đã cho thấy là cái gì, là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự gì, sự đoàn kết của nhân dân, đúng chưa? Thì đất nước của chúng ta mới phát triển mạnh như thế, kinh tế mới đi lên, đúng không? Từ chính bằng cái gì? Bằng chính là cái nội lực phát triển của đất nước. Thứ nhất là thứ hai nữa là Việt Nam của chúng ta, đúng không? Không có đi là ăn mày, đi gì? Đi là xin viện trợ, cầu viện trợ của ngoại bang để chi? Để viện trợ vô, rồi sau đó là gì? Ngoại bang á, nó muốn nó là gì? Muốn phán xét, muốn làm cho đất nước của chúng ta như thế nào là theo ý của bọn ngoại bang. Thì Việt Nam của chúng ta không có như vậy, đúng không? Đất nước của chúng ta là tự lực, tự cường, tự chủ bằng chính cái nội lực của mình đi lên, được chưa? Nhưng mà hiện nay chắc có lẽ là sống với cái thời đại gì hòa bình, kinh tế thì nói chung nó phát triển, cuộc sống thì ngày càng càng dư dả quá, cho nên nó là có một số thằng đang bảo rằng là ở Việt Nam bây giờ còn thiếu dân chủ à, cho nên là cần phải có dân chủ nữa thì nó mới sung sướng. Ở dân chủ giống như là tại Libya đó, hoặc là Iraq, hoặc có thể là tệ hơn chút nữa như là Ukraine hoặc là Syria. Như vậy thì nó mới dân chủ. Chứ còn hiện tại với sự sống với cái chế độ cộng sản Việt Nam này, nói chung nó quá hòa bình, quá độc lập, quá sung sướng, cho nên là vẫn còn thiếu dân chủ tự do, cho nên là muốn được là dân chủ tự do như ở bên bên Mỹ.
Nhưng mà thì lúc nào cũng gào rú là sao, nó chống Trung Quốc bài tàu. Nhưng mà có một điều buồn cười như thế này, cái mọt thì lúc nào cũng yêu cầu là gì? Việt Nam là không được thân với Trung Quốc, không chơi với Trung Quốc, không làm ăn với Trung Quốc, không mua bán với Trung Quốc, à, bởi vì phải chống Trung Quốc. Nhưng mà xin cho hỏi mấy cái thằng họ suốt ngày gào rú mày hay bảo là chấm Trung Quốc á, đuổi cổ Trung Quốc này kia kia đó, vân vân và vân vân. Vậy tụi mày cho tao hỏi như vậy nè, chấm Trung Quốc á, chấm bằng cách nào? Lấy cái bàn phím ra chấm Trung Quốc à? À, hay là lên trên mạng Facebook cào phím chống Trung Quốc, đuổi Trung Quốc, không làm ăn với Trung Quốc hả? Đâu mấy thằng là ngu ngốc mười ngón là dân chủ giả cậy, tụi mày nói cho tao nghe thử xem. Chống Trung Quốc đòi lại chủ quyền lãnh thổ là Trường Sa và Hoàng Sa đúng không? Vậy tụi mày cho tao hỏi cái gì nè, ra ngoài chống Trung Quốc á, đánh nhau với Trung Quốc á, lấy gì chống với nó? Lấy thuyền khống ra bơi ra ngoài chống với tàu của Trung Quốc hả? Hả gì? Tao tụi mày nói cho tao nghe thử xem. Ôi, không cần thiết phải bơi thuyền ra ngoài chống Trung Quốc. Hãy nhờ bố Mỹ. Hả gì? Hãy đồng minh với bố Mỹ. Nhờ bố Mỹ. Bố Mỹ sẽ đánh Trung Quốc, bảo vệ Việt Nam. Việt Nam phải trở thành đồng minh với Mỹ, vân vân và... Nếu mà nó thật có thằng nào ngu nào nó phát ngôn như vậy, xin lỗi. Xin lỗi, tao phải điện cụ tổ tông ba đời nhà tụi mày. Chắc có lẽ đất nước này nó hòa bình chưa được bao lâu. Cho nên là cái máu nô lệ tay sai của tụi mày, đúng không? Cái máu ăn bám, thích gì? Thích thò ngoại bang của tụi mày. Nó vẫn chưa gột rửa hết. Khổ, đúng không? Lúc nào vỗ ngực là chống Trung Quốc, đánh Trung Quốc. Cộng sản Việt Nam hèn với giặc, ác với dân, đúng không? Bán nước cho tàu, dân đảo cho tàu, vân vân và vân vân. Mà tao hỏi tụi mày á, chấm Trung Quốc chấm bằng cái gì? Chấm bằng cái bàn phím và 10 cái ngón tay mà cái đầu thì chứa toàn tất cả chẳng à? Hay sao? Hay là bơi lấy cái thuyền thúng á, đúng không? Cái thuyền thúng gì nè, bơi ngoài Trường Sa với Hoàng Sa á, đã đảo Trung Quốc, đánh nhau với Trung Quốc, đúng không? Còn nếu đánh không lại cầu cứu bố Mỹ, đúng chưa? Núp dưới háng bố Mỹ, nhờ bố Mỹ đánh Trung Quốc, cướp lại đảo Trường Sa và Hoàng Sa, đúng không? Mày xin lỗi tụi mày diễn dòng quá. Tôi nhớ à, là sao? Là ở mà bên Mỹ vậy đó, không dân Trung Quốc các bạn á, bây giờ nó cả chục triệu dân các bạn á, kinh tế không ở bên Mỹ cũng là người Trung Quốc nắm không à. Đấy, ngay cả thằng bố Mỹ của tụi mày còn phải gì lệ thuộc mà gọi Trung Quốc nó vô nó đầu tư nữa. Vì xin cho hỏi á, tụi mày kêu Việt Nam chống Trung Quốc là chống bằng cái gì bây giờ? Chấp bằng cái niềm tin hay chấp bằng cái bàn phím? Bàn phím mà cào mười cái ngón thể hiện cái trình độ là ngu tụt của tụi mày, đúng không? Tao đã từng nói rồi, nếu như mấy cái ông lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đúng không? Cái tư duy của mấy ổng mà chỉ là cái thứ tư duy mà 10 ngón mà cái đầu chứa cứt như tụi mày á, thì đất nước này bị Mỹ với là Trung Quốc á nó chiếm mẹ lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ cái đám bá dơ ngu ngục 10 ngón như tụi mày lên để mà phán đâu, hiểu chưa? Món mà cho đất nước mà phát triển ra để có tiền mà sắm vũ khí ha, để sẵn sàng đánh nhau với gì với mấy thằng giặc cướp đó, thì phải có tiền
có tiền thì mới mua được vũ khí, còn không tiền thì không mua được vũ khí đâu, hiểu chưa? Nên bớt ảo tưởng đi, nhờ bố Mỹ nó cứu, đồng minh với bố Mỹ, xin lỗi tụi mày nghe, nhành đồng minh Philippines của bố Mỹ tụi mày xem thôi nó là sao. Có nhóm thiếu quân mà ăn hại đánh luôn cả năm trời, gần cả năm trời mà chưa đánh nó nổi một nhóm thiếu quân, cho thấy được cái sự bạc nhược ăn hại nó như thế nào. Và tư duy của mấy cái thằng mà kêu là sao, phải là hết chống Trung Quốc nhưng mà phải thân với Mỹ, đồng minh với Mỹ, cho thấy được cái gì, cái tư duy não trạng của mấy cái thằng này mang cái máu nô lệ tay sai. Những thằng gì, những thằng hậu vệ của cái đám là cờ cứt bạch sọc ăn bám hết hẳn cho con hiểu, tại vì chỉ có những thằng đó mới thốt ra được những câu ngu ngột đó thôi. Ngoài ngoác cái bọn chó là lúc nào cũng chê bai đất nước nghèo gần gũ lạc hậu, nghèo thua thua cả thằng Campuchia với thằng Lào, trong khi Campuchia với Lào bây giờ nó mở cái kinh tế ra, đặc khu kinh tế này kia, ta làm ăn dân nó bển, nó đâu có thể hiện cái trình độ ngu ngốc như mấy thằng dân nó gì dân ngu ở tại Việt Nam này đâu. Đó, bây giờ nó mới giàu lên được chứ, nếu như mà dân Cam với dân Lào mà nó dân nó mà nó thể hiện cái trình độ ngu ngốc như mấy thằng mười ngón ở Việt Nam này đúng không, bây giờ làm sao nó giàu có lên được như vậy. Đó, đúng chưa? Việt Nam này mới có là bàn cách làm ăn có thể phát triển kinh tế ra không? Để làm giàu phát triển đất nước, cái thứ nhất, cái thứ hai nó có tiền để mua sắm vũ khí, thì nó gào cho nó rú lên là gì, bán cho Tàu rồi bán cho Trung Quốc không? Nô lệ tay sai cho Trung Quốc. Nghe tụi mày nói xong những câu đó tao cảm thấy nhai tới nhai lui nó chỉ có bấy nhiêu, thì nhìn thấy tụi mày giống như một lũ bò, lũ bò ngu gặp cái gì cũng khúc. Nhưng mà khổ nổi hút mà hút ngu, tư duy não trạng thì tư duy của cái thứ não trạng mà nô lệ tay sai ăn bám, không thể nào có thể suy nghĩ ra được những cái gì mà gọi là gì? Tự lực tự cường để vươn lên, mà sống suốt đời mang cái não đi, não là phải lệ thuộc vào người khác, phải ăn bám vào cái khác nó mới giàu có lên được. Vì vậy mà chẳng có gì lạ mà tại sao bọn ngu ngốc mà cờ cứt ba sọc, thấy không? Tổ tông của tụi mày phải sao? Cút, cút sang Mỹ, lớp thì phải gì? Vừa phải cởi áo, cởi quần chạy, lớp thì phải gì? Đu lên cả càng máy bay để chạy theo đồng bọn bỏ chạy đi. Điều đó không đủ chỉ để thể hiện cho thấy được cái bản chất đi. Bạc nhược, tay sai, ngu ngốc, sống chỉ biết dựa dẫm vào cái khác. Với cái tư duy não trạng của những kẻ ăn bám bạc nhược như vậy thì thử hỏi các người có cái tinh thần gì để mà chiến đấu, các người đâu có mục đích, các người đâu có gì mục tiêu. Bởi vì các người chỉ chiến đấu mục tiêu, mục đích của các người là cái gì? Là vì những đồng đô la. Và tất nhiên chiến đấu vì tiền thì còn sống thì mới xài tiền được. Chết mẹ nó rồi thì lấy cái quần què mà xài tiền. Nên đâu có thằng nào rảnh đi làm cái chuyện đó. Bởi vì đi đâu có thằng nào mà chịu ra chiến trường cầm súng là chết để tiền lại cho khác bắt thử, đúng không? Thôi đến đây kết thúc live stream. À một thanh quên cái điều này. Để kết thúc live stream mới có đôi lời nhắn nhắn nhủ lần cuối cùng đối với mấy bạn yêu nát như thế này. Đúng không? Yêu nước á, nó có nhiều cách. Tôi cũng đã từng nói rồi. Chứ không phải nhất thiết là trên mạng file Facebook dở ngực tự sân cào nát bàn phím. Tao đây là người yêu nước. Đúng không? Người khác mà nếu như mà họ cũng lên mạng họ thể hiện cái lòng yêu nước của mình, cái mà nếu như nó khác với các vị một số cái đầu mà gọi là nói chung là cái đầu nóng, người ta nói yêu nước phải yêu nước bằng cái đầu lạnh và cái trái tim nóng, chứ không phải yêu nước bằng cái đầu nóng. Cái đầu nóng quá
nhìn ra những thấy tiêu cực, không có sáng suốt được, không có suy nghĩ ra được những cái điều gì mà gọi là nó hay cả. Thấy người khác mà khác mình cái là bắt đầu là chụp mũ, chửi bới xuyên tạc soi mói, nói chung cái này là nhiều quá, nhức đầu. Tôi nói thật, tôi lên trên mạng tôi chỉ thích là gì, thích là chửi mấy người ba sọc, mấy người cào khiếp mà ngu ngốc, chứ tôi không thích đi soi mói chuyện của người khác. Chuyện nó gì đâu có ai là kệ họ, bây giờ tới giờ đâu có ai là xuyên tạc hay là soi mói gì được tôi. Với lại các vị nào mà có muốn xuyên tạc hay soi mói gì tôi, xin lỗi các vị cũng không có xuyên tạc soi mói gì được tôi. Tại vì cái con người của tôi thì sao, nó gì nó thể hiện ra cho nếu nó nấp nấp mở mở cào nát mà phím là có gì. Nếu cái gì yêu nước á thì không có ai cấm, đó là phần quyền của mọi người, nhưng mà đừng nên bắt người khác phải theo ý mình. Mà người khác không theo ý mình, cái gì chụp mẫu cho là mày không có yêu nước, mày gì mày yêu nát, mệt lắm, nhức đầu lắm. Quyền, cái quyền mà thể hiện lòng yêu nước đó là cái quyền tự do cá nhân của mọi người, đâu ai ép ép buộc gì các chị đâu. Nói các chị yêu như thế nào đó là cái chuyện của các chị, là chuyện cá nhân của các chị, đừng nên bắt người khác phải đi theo mình. Ok, khổ lắm nó mãi còn nhiều nên thôi đến đây xin kết thúc, chào nha.